Vâng, mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay chương Nguyễn sẽ đến với anh chị một nội dung rất là lý thú được nhiều người quan tâm, đó chính là nội dung làm sao để có một cửa hàng bán hàng trên Lazada. Ngày hôm nay thì chương sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị từng bước từng bước một để chúng ta có thể đăng ký một cửa hàng ở trên sàn Lazada và sau đó chúng ta biết cách để chúng ta có thể bán hàng ở trên sàn này. Ok, mời anh chị cùng theo dõi nhé. Vâng thưa anh chị Công việc đầu tiên chúng ta cần biết là chúng ta biết trang Lazada ở đâu và chúng ta cũng phải biết cách làm sao mua hàng trên đó đúng không ạ? À? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sàn Lazada. Đầu tiên để có thể tìm hiểu chúng ta hãy vào mạng và chúng ta gõ từ khóa là lazada.vn thì chúng ta sẽ đi ra được một cái đường link và một trang web như thế này. Thì đây là một cái sàn thương mại chứa rất nhiều sản phẩm ở trên đây và hầu hết tất cả các sản phẩm trên đây là của những người bán hàng ở tại thị trường Việt Nam cũng như ở thị trường nước ngoài họ đăng hình ảnh lên, lên đây để họ bán cho nên không phải Lazada kinh doanh sản phẩm này nhưng mà những sản phẩm này là của những nhà bán hàng của Việt Nam cũng tương tự như anh chị hiện tại nếu như anh chị có những cái sản phẩm nào anh chị muốn kinh doanh thì anh chị cũng thể đăng tải lên đây để anh chị kinh doanh các sản phẩm của mình và Lazada chỉ là nơi trung gian để kết nối khách hàng và anh chị mà thôi khi có những đơn hàng rớt xuống thì anh chị sẽ đóng hàng và đi giao và cụ thể các quy trình đăng tải hình ảnh quy trình đăng ký quy trình làm việc với Lazada như thế nào thì chưa sẽ đến với anh chị các video tiếp theo để cho anh chị nắm hết các quy trình trong video này thì chưa sẽ hướng dẫn cho anh chị việc đầu tiên quan trọng nhất là anh chị phải có một cái gian hàng một cửa hàng để anh chị kinh doanh trên đây rồi để làm được việc đó thì mời anh chị sẽ quan sát cái cái màn hình của chương à, chúng ta đi vào trang lazada.vn và chúng ta đi vào cái tab là bán hàng cùng lazada ha ngay chỗ con chuột chương riêng chị thấy không ạ à? bán hàng cùng Lazada, chúng ta click vào đây thì nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái trang để chúng ta có thể đăng ký để bán hàng ở trên đây thì để có thể bán hàng chúng ta có 3 sự lựa chọn ở đây lựa chọn đầu tiên là Lazmon, lựa chọn thứ hai là nhà bán hàng trong nước và lựa chọn thứ ba là nhà bán hàng nước ngoài, chương giải thích ba cái này trước ha thì Lazmon là dạng như chúng ta kinh doanh, chúng ta có một công ty có một sản phẩm độc quyền thì chúng ta muốn bán hàng đặc biệt cái ngành hàng này cái cái sản phẩm của chúng ta là là đặc quyền á à, là đặc quyền á, thì chúng ta có thể bán đăng ký trên hình thức này việc đăng ký hình thức Lazmall sẽ có những cái thuận lợi nhất định và cũng có những cái khó khăn nhất định thì có những video khác chúng sẽ chia sẻ về cái nội dung này sau rồi cái thứ hai là cái nhà bán hàng trong nước tức là dành cho những cá nhân những hộ kinh doanh hoặc là những công ty ở Việt Nam chúng ta có sản phẩm đang kinh doanh và chúng ta muốn bán thêm ở trên sàn này thì chúng ta đăng ký ở tại đây và cái thứ ba là nhà bán hàng nước ngoài tức là những công ty ở nước ngoài muốn bán hàng tại thị trường Việt Nam và qua cái sàn này thì họ vẫn có thể đăng ký. Theo chưa được biết thì hiện tại có rất nhiều công ty đặc biệt là Trung Quốc họ bán qua Lazada ở đây ha Thì chưa uh, sẽ hướng dẫn cái ở giữa là đăng ký uh, cho nhà bán hàng trong nước để đáp ứng hầu hết các nhu cầu của anh chị đang lắng nghe clip này. Rồi để làm việc này chúng ta chỉ cần click vào đăng ký để trở thành nhà bán hàng trong nước ha. Thì Lazada sẽ dẫn chúng ta tới một cái trang để chúng ta điền thông tin vào để đăng ký bán hàng. Thì thưa anh chị rằng là trang Lazada thì đăng ký hơi phức tạp hơn một chút so với các kênh khác đặc biệt là Shopee thì có vấn đề mà đăng ký khó khăn hơn thì chương thích điều này tại vì khi chúng ta đăng ký khó khăn thì chúng ta đang nghiêm túc với việc bán hàng và khi chúng ta đăng ký thành công rồi thì chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ bán hàng một cách nghiêm túc hơn còn việc đăng, việc đăng ký quá dễ dàng thì ai cũng có thể làm được từ đó thì nó khiến cho các sàn nó trở nên phức tạp hơn và nhiều hàng tập nham hơn cho nên cái sàn Lazada đây là điểm chương rất thích rồi để có thể làm được việc này thì chúng ta chúng ta đi vào đây chúng ta chọn loại hình kinh doanh là cá nhân hoặc là công ty. Nếu chúng ta đang là công ty thì chúng ta đang đăng ký theo hình thức công ty. À, nếu là cá nhân bán hàng thì chưa đăng ký gì hết thì chúng ta có thể chọn theo kiểu cá nhân anh chị ha. Thì tương ứng với tương ứng với từng lựa chọn của chúng ta chúng ta sẽ điền các thông tin tương ứng. Thì à, ở đây chưa ví dụ là mình chọn hình thức cá nhân thôi để phù hợp với nhiều đối tượng nghe ở đây. Rồi địa chỉ kho của chúng ta. Địa chỉ kho thì ở đâu? thì chắc chắn là ở Việt Nam đúng không chị ha. Chúng ta ở Việt Nam bán ở Việt Nam thì địa chỉ kho cũng ở Việt Nam luôn. Bây giờ chúng ta cùng nhau điền số điện thoại di động của chúng ta. Lưu ý đây là số điện thoại di động của chủ gian hàng anh chị nha. Mình không lấy số điện thoại của người khác. À khi mà chúng ta điền số điện thoại đúng rồi á thì nó sẽ yêu cầu chúng ta kéo cái thanh ngang này để xác thực. Thì chúng ta nhấn chuột vào đây chúng ta rê một cái một nó kéo một đường màu xanh qua. Thì lúc này hệ thống Lazada sẽ tự động gửi một cái mã xác thực tới cho chúng ta và chúng ta quan sát tin nhắn của mình để chúng ta điền mã xác thực vào đây giả sử chúng ta điền xong rồi thì chúng ta bắt đầu đi xuống tạo mật khẩu của gian hàng của mình ha rồi sau đó mình xác nhận lại cái mật khẩu một lần nữa sau đó chúng ta điền địa chỉ email của chúng ta giữa chủ gian hàng anh chị nha chúng ta không đi của người khác ha rồi sau đó chúng ta điền cái tên gian hàng là gì thì ở đây chưa có rất nhiều cái tên rồi chưa có khoảng ba cái tên trên đây rồi ha thì ở đây chưa không không có làm lại thì anh chị theo dõi cái bước này Chúng ta cũng điền các thông tin cá nhân của mình vào Để chúng ta có thể đăng ký Giả sử chúng ta đã làm xong rồi Chúng ta điền hết thông tin rồi á Thì chúng ta click vào là tôi đã đọc và đồng ý với Lazada Sau đó chúng ta nhấn đăng ký Được không ạ? À? À, chương trở lại nha, chúng ta điền tất cả thông tin ở trên đây từ trên xuống dưới hết đầy đủ chính xác rồi Nhớ là cái mã SMS của Lazada gửi cho chúng ta thì chúng ta điền vào đây rồi sau khi điền xong chúng ta điền mật khẩu, địa chỉ email và tên gian hàng của chúng ta là gì? Ví dụ như là VN shop quần áo ví dụ như vậy. Có thể đi điền vào. Rồi sau đó chúng ta chọn tôi đã đọc và đồng ý với Lazada. Tất nhiên anh chị có thời gian mình có thể đọc điều khoản điều kiện ở đây ha. Rồi sau đó mình click đăng ký. Click đăng ký một cái thì lúc này chúng ta đã hoàn thành xong việc đăng ký để mở gian hàng. Đúng không ạ? À? Đó chính là bước thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bước thứ hai anh chị lưu ý là khi mà chúng ta đăng ký rồi á thì sẽ có một bộ phận à, gọi là thẩm định gian hàng của Lazada họ sẽ kiểm tra thông tin của chúng ta để họ có phê duyệt cho gian hàng này đủ đủ điều kiện để bán hàng hay không thì để để cho Lazada họ phê duyệt cái gian hàng của chúng ta thì chúng ta còn trải qua một số bước nữa thì chương trình hướng dẫn đây cho anh chị luôn anh anh chị để ý cái trang web mà chúng ta đang vào là trang web Seller Center đúng không ạ à? đây thì chính là cái trang mà chúng ta sẽ quản lý cái gian hàng của chúng ta à, bây giờ chương sẽ đi vào seller center enter một cái thì nó sẽ yêu cầu chúng ta điền cái địa chỉ email và mật khẩu của chúng ta là địa chỉ email và mật khẩu lúc nãy chúng ta vừa điền xong đó anh chị chúng ta giả sử điền vào ha thì à, chúng ta sẽ đi vào chúng ta làm các bước tiếp theo để cho cái việc đăng ký nó hoàn tất rồi À, chương đưa vào một cái gian hàng mà chương đã đăng ký thành công rồi Tất nhiên gian hàng này chưa bán gì hết nó vẫn là gian hàng trống Để cho nó dễ dàng có thể Hướng dẫn cho mọi người mới luôn ha Đây chính là cái trang web Seller Center hay là cái trung tâm quản lý à, Dữ liệu bán hàng của những nhà bán hàng trên sàn Lazada Mỗi người bán hàng sẽ có một cái trang như thế này với một mật khẩu khác nhau Rồi Khi anh chị đã đăng ký thành công rồi anh chị vẫn có thể vào được trang này nhưng anh chị vẫn chưa được phép bán hàng trên sàn Lazada tại vì hàng gian hàng chúng ta chưa được phê duyệt thì để cho gian hàng chúng ta được phê duyệt thì anh chị làm cho chương hai bước hai bước ha bước đầu tiên là chúng ta thêm các thông tin thiếu vào gian hàng của chúng ta để thêm các thông tin thiếu vào chúng ta đi vào ngay chỗ mũi tên xuống gì này ngay chỗ mũi tên này chúng ta click vào chúng ta đi vào chỗ thông tin ha ngay chỗ thông tin thì nó sẽ đưa tới cho chúng ta một cái trang để chúng ta điền các thông tin còn thiếu vào gian hàng của mình Hôm nay mạng nó chậm ghê ta Rồi Đây là các trang thông tin của gian hàng chúng ta Thì chúng ta quan tâm tới những cái, cái thông tin nào Đầu tiên là thông tin tài khoản à, đây, đây Những cái thông tin nào chỗ này chúng ta Phải điền hết vào Nha yeah thì anh chị lưu ý á khi mà gian hàng chúng ta được phê duyệt rồi thì chúng ta sẽ không thấy cái chữ màu đỏ đỏ ở bên phía bên phải này. Nhưng mà nếu gian hàng của anh chị chưa được phê duyệt á thì chúng ta sẽ thấy cái chữ là under verify, có nghĩa là đang trong quá trình xem xét phê duyệt đó. Thì thiếu thông tin nào chúng ta điền đúng đầy đủ thông tin của mình vào được không anh chị? Rồi, qua đây là thông tin về giấy phép kinh doanh. Tất nhiên hồi nãy tôi chọn chương chọn là ờ uh, cá nhân thì mình không có giấy phép kinh doanh Mình chỉ có được chứng minh nhân dân thôi Thì lúc này mình sẽ điền chứng minh nhân dân của mình thay cho giấy phép kinh doanh Nếu chúng ta điền theo, chọn theo công ty á, thì chúng ta sẽ điền thông tin về giấy phép kinh doanh vào đây Đó, Ở đây cái chỗ đầu tiên là tên công ty hộ kinh doanh Thì ở đây nó tự động mặc định là tên của Trương luôn Thứ hai là địa chỉ của Trương ở đâu, Trương ở chỗ này Rồi thứ ba là quốc gia, mã bưu chính cái này là thông tin không bắt buộc cho nên nó không có màu đỏ như vậy những thông tin nào màu đỏ có dấu dấu sao đỏ này thì nó bắt buộc anh chị ha. Rồi tương tự kéo xuống ở chỗ này nó yêu cầu chúng ta đính kèm cái thông tin của uh, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì à uh, thì không có chứng minh nhân dân chứ chỉ có hộ chiếu thôi cho nên trường uh, đăng tải cái hộ chiếu lên. Nếu anh chị có chứng minh nhân dân thì chúng ta đăng tải hai mặt chứng minh nhân dân nha anh chị, như vậy có hai cái hình. Hình mặt trước và hình mặt sau. Và lưu ý khi mà chúng ta uh, chụp hình và chúng ta đưa vào thì chúng ta phải đổi tên của cái file của mình thành cái tên cho nó nó rõ ràng anh chị. Chứ ví dụ nè à, chứng minh nhân dân Nguyễn Văn A mặt trước, rồi hình thứ hai là chứng minh nhân dân Nguyễn Văn A mặt sau. Thì hai cái hình đó chúng ta upload lên để cho tiện cho cho cái bộ phận thẩm định họ kiểm tra thông tin của chúng ta anh chị ha. Rồi sau đó mình xuống để mặc định là đã đăng ký thế là không ha. Họ tên đầy đủ của gian hàng của chủ gian hàng là Nguyễn Trương Điền Lại. Nếu như có rồi thì chúng ta khỏi điền nha Nếu chưa có chúng ta phải điền vào đầy đủ các thông tin này hết Đó Loại chứng từ chương đang chọn passport này Nếu anh chị là chứng minh dân thì chúng ta để là personal ID nha Rồi sau khi chúng ta điền xong Chúng ta nhấn vào cái nút là duyệt Ở à chỗ này, duyệt chỗ này nè Là coi như là chúng ta duyệt để lưu lại cái thông tin của mình á Để gửi lên trên Lazada Đó là thông tin thứ hai và thông tin thứ ba là thông tin rất quan trọng đó chính là thông tin về tài khoản ngân hàng của chúng ta chúng ta phải điền chính xác cái cái họ tên của chúng ta anh, anh chị để chương trình này không có dấu viết hoa họ và tên số tài khoản ngân hàng rồi chỗ này ở chỗ này là chứng từ để chứng minh thông tin đó nếu chúng ta không có thì không cần đưa lên ha đó rồi các thông tin cũng quan trọng nữa là thông tin về địa chỉ kho của chúng ta bán hàng địa chỉ kho là nơi mà sau này Lazada họ tới họ lấy hàng của chúng ta nếu chúng ta bán tốt thì họ sẽ tới nhà họ lấy hàng của chúng ta đi á thì họ sẽ tới mình để đúng ngay cái kho của mình đây là địa chỉ Dropshipping shipping là địa chỉ để lấy hàng anh chị ha, địa chỉ lấy hàng ha. Còn địa chỉ thứ hai là địa chỉ trả hàng. Có một số nhà bán hàng địa chỉ bán hàng và địa chỉ trả hàng nó khác nhau, có người giống nhau thì chúng ta có thể điền khác nhau hoặc giống nhau ở dưới đây ha. Thì đó là những cái thông tin chúng ta cần phải điền chính xác vào cái cái mục là thông tin chung này để cho Lazada kiểm tra thông tin của nhà bán hàng. Đó là bước thứ nhất chúng ta phải làm. Rồi bước thứ hai chúng ta cần làm nữa là chúng ta phải chứng minh cho Lazada thấy được sản phẩm thật sự của chúng ta là gì để họ mới phê duyệt. Thì để làm việc đó chúng ta chỉ cần đăng tải một sản phẩm đại diện của gian hàng mình thôi. Tải lên một sản phẩm đại diện của gian hàng mình để cho bên Lazada họ kiểm tra họ phê duyệt. Là coi như chúng ta xong các bước đăng ký. Rồi để làm việc đó chúng ta đi vào bên tay phải đi vào tab sản phẩm, đi vào cái chỗ là thêm sản phẩm ha. À. Đây là cái quy trình chúng ta đăng tải một sản phẩm mới Khi anh chị quan sát xong bước này thì coi như những lần sau chúng ta cũng làm tương tự như vậy Để chúng ta có thể đăng tải tất cả sản phẩm của mình lên sàn Lazada Rồi Lazada dẫn chúng ta tới một cái trang để chúng ta điền thứ nhất là tên của sản phẩm Thì chương ví dụ như chương bán túi sách thì chương để là túi sách ha Túi sách nữ thời trang giá rẻ Chương ví dụ nha Đó thì anh chị có thể đặt cái tên bất kỳ Cái tên nào nó phù hợp với sản phẩm mình mà thôi Đó rồi sau đó là xuống danh mục ngành hàng Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta chọn cái danh mục ngành hàng phù hợp Thì à, uh, chương đang bán túi sách thì chương đi tìm cái túi sách đúng không ạ Túi sách nữ đi Đây Túi sách tay nữ đã Rồi mình confirm, mình xác nhận Khi mình xác nhận xong thì Lazada nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái trang để chúng ta Điền các thông tin của sản phẩm vào Thông tin đầu tiên là thương hiệu, chúng ta có thương hiệu không? Nếu có chúng ta chọn thương hiệu nha, nếu không có mình để là no brand là không thương hiệu được không ạ à? rồi chỗ này mô thì những cái chỗ này là nó không có màu màu đỏ bắt buộc nên chưa không điền nha chưa điền những cái màu đỏ bắt buộc thôi rồi đặc điểm nổi bật là thông tin màu đỏ bắt buộc phải điền thì hãy mô tả những điểm nổi bật của sản phẩm của mình ở đây chứ ví dụ như là gì à? hàng việt nam này được không ạ à? hàng việt nam bảo hành bảo hành là 6 tháng là những ví dụ như vậy ha à, kích thước 25, 20, 10 Đó, chương ví dụ như vậy ha Tất nhiên anh chị có thể điền nhiều thông tin ở đây Miễn là những thông tin nổi bật của sản phẩm mình để cho khách hàng thấy càng rõ ràng càng tốt ha Chứ không điền nhiều là vì không có thời gian Rồi, sửa lại cho đẹp Tiếp theo đi xuống dưới này Những cái chỗ màu đỏ chúng ta làm nha Chỗ không có màu đỏ chứ không làm để dành cho nội dung khác Nhóm màu Sản phẩm chúng ta có những màu nào Ví dụ như cái màu túi xách của chương là màu đen đi Chương để màu đen vào ha màu đen khi điền màu đen thì nó yêu cầu chúng ta đăng tải hình ảnh lên hay chưa phải đăng tải cái hình ảnh đại diện của cái gian hàng mình lên được không à rồi như vậy chưa không biết trong cái máy này mình có cái, cái hình nào không để chưa tìm nha Ở đây chưa có một, chưa có một cái hình thôi à coi thử cái này có không không lấy cái hình này rồi cái hình này ở chương lấy đại ba ba cái hình nha anh chị. Chương lấy đại ba cái hình nha. Nó yêu cầu chúng ta đăng tải tối thiểu là ba hình. Tối đa là 8 hình. Cho nên chương phải có ba hình để đăng lên. Thì nó mới chịu ha. Ồ cái hình kia nó không cho thì thôi chương lấy hình khác nha anh chị. Cái hình này nó không có chương lấy hình khác nha. Ở đây là chương làm mẫu cho nên là chứ không có chuẩn bị sẵn mấy cái hình này. Thì dương vào cái chỗ FA để chương lấy hình đi ha ở đây chưa có một số cái ví, à. hồi nãy chúng đặt cái túi sách, hơi vừa vừa chương lấy ví đại nha. tất nhiên là chưa làm mẫu để anh chị biết cái quy trình làm thôi. còn sau này anh chị làm gì phải làm cho đúng cái sản phẩm của mình, đúng cái tên nha. chứ chúng ta đặt cái tên cái túi cái sách nhưng mà chúng ta đang tải hình cái ví là rất á đúng không ạ? cho nên là chúng ta uh, sẽ bị họ hỏi tại sao như vậy, thì nó nó mất thời gian. cho nên chúng ta phải đúng cái hình ảnh của mình. đó. rồi như vậy, giả sử có màu đen, hoặc là có thêm cái màu khác nữa mình để chỗ này. ví dụ như màu vàng, màu xám màu đỏ gì đây chỗ này ha thì chúng ta để thêm vào chúng ta làm tương tự giống như một màu đen hồi nãy hay chưa là một cái thôi xuống ở chỗ này cho nó yêu cầu chúng ta điền giá của sản phẩm là bao nhiêu tiền ví dụ chương bán cái túi sách thì chương là 200 nghìn đi ha đó rồi có khuyến mãi gì không giá là đặc biệt có khuyến mãi gì không à không có thì bỏ ha có khuyến mãi chúng ta để vào số lượng hiện có mình bao nhiêu ví dụ chương để 100 cái trong kho đang có cái CLS kia là mã của sản phẩm để quản lý sản phẩm này sau này chúng ta cần cái mã rõ ràng đầy đủ và dễ nhớ để chúng ta thể quản lý sản phẩm của chúng ta. Chứ ví dụ như là túi xách nữ màu đen là ví dụ thôi nha đó như vậy thì chúng ta xong cái nội dung này và kéo xuống xem nếu yêu cầu chúng ta điền khối lượng của kiện hàng có nghĩa là nếu cái cái sản phẩm này chúng ta đóng hàng chúng ta gói để giao đi thì cân nó bao nhiêu ký. Chứ ví dụ là 0.5 ký, nửa ký đúng không rồi gói chương đóng gói lại khoảng 28, 26 đi 26, 21 11 chương ví dụ thôi nha đó thì đó là những cái thông tin mà cần thiết bắt buộc chúng ta phải điền vào để chúng ta gửi lên Lazada giả sử như chương xong rồi, chương nhấn submit rồi như vậy thì nó sẽ báo là mình đã đăng ký thành công, mình đã gửi thành công sản phẩm này rồi, được không à đó thì cái bước này là cái bước chúng ta phải làm để cho Lazada họ xem xét sản phẩm chúng ta thì họ mới duyệt. Như vậy đó là hai bước quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải điền thông tin. Thứ hai là chúng ta phải đăng tải một sản phẩm đại diện lên gian hàng của chúng ta để cho bên Lazada họ kiểm duyệt cái sản phẩm và họ duyệt gian hàng của chúng ta. Thông thường cái thời gian chúng ta chờ để cho bên Lazada họ phê duyệt tầm từ khoảng 2 ngày cho tới một tuần lễ. Đó là thông thường anh chị tùy theo thời điểm mà họ kiểm duyệt cái thông tin đó thì chúng ta cố gắng chờ thường là À, có vấn đề gì liên quan tới gian hàng của chúng ta thì họ sẽ gửi email về cho chúng ta để chúng ta theo dõi tình trạng của gian hàng. Được không ạ? À? Đó, như vậy đó, đó là tất cả những cái thông tin mà chương vừa hướng dẫn cho anh chị để cho anh chị có thể là có một cái gian hàng để chúng ta bán hàng trên sàn Lazada. Anh chị làm đúng cái quy trình này để chúng ta có một gian hàng. Sau đó chương sẽ có những cái nội dung khác để cho anh chị có thể bán hàng trên đây được. Rồi cảm ơn anh chị đã lắng nghe cái video này nếu anh chị thấy nó hữu ích thì anh chị hãy nhấn hãy nhấn đăng ký vào kênh của trương cũng như chia sẻ cái kênh này ra để cho nhiều người cùng theo dõi anh chị à, cảm ơn anh chị lắng nghe và chúc cho anh chị thành công hẹn gặp lại anh chị.